Đây là hai dòng khóa thuộc dòng khóa cao cấp CNC của Kassler. Kassler Việt Nam xin chào mọi người. Hôm nay Kassler xin giới thiệu với các bạn hai dòng sản phẩm, đó là KL889 và Kassler KL899 với thiết kế nhôm hàng không nguyên khối được phay thành mặt khóa với đặc điểm nhận diện là những đường vác kim cương nổi bật. 889 ở đây thì sẽ có thiết kế mềm mại, tinh tế. 899 thì thiết kế tương đương, đó chính là khu vực camera, mật mã, thẻ từ và khóa cơ và vân tay ở mặt trước. Ở mặt sau thì cả hai con khóa đều có thiết kế tương đương với nhau, đó là khu vực ở phía trên thì sẽ là khu vực màn hình camera door giúp chúng ta có thể quan sát chi tiết phía bên ngoài cửa. Và đây là cụm 3 nút thao tác trên màn hình, bao gồm đóng, mở và kích hoạt camera door. Tiếp theo đó là đến phần tay gạt, thiết kế tỉ mỉ. Dưới cùng của phần mặt sau đó chính là khu vực chốt an toàn. Cả hai dòng khóa KL889 và KL999 đều được tích hợp khối pin 5000mAh là trái tim cung cấp năng lượng cho khóa. Trong điều kiện sử dụng thông thường của gia đình thì khối pin này có thể cung cấp thời gian sử dụng lên tới từ 3 tới 6 tháng và có thể sạc lại. Ở mặt bên thì chúng ta có thể thấy đó là khu vực vị trí của phần ruột khóa. Ruột khóa sẽ bao gồm 5 chốt, đó chính là phần lưỡi gà. Tiếp theo đó là 3 chốt cố định và cuối cùng đó là khu vực chốt riêng tư. Vì là hai dòng khóa cao cấp nhất của Kassler nên sản phẩm 889 và 899 đều cung cấp cho người dùng lên tới 7 phương thức mở khóa: mật mã, phương thức mở khóa, thẻ từ, phương thức mở khóa vân tay, phương thức mở khóa nhận diện khuôn mặt, phương thức mở khóa nhận diện lòng bàn tay, chìa cơ. Ngoài ra chúng ta còn có thể điều khiển từ xa thông qua app Wi-Fi. Về phần mật mã thì khóa cung cấp cho người dùng khả năng xáo trộn mật mã để đảm bảo an toàn. Thì xáo trộn mật mã sẽ được hoạt động như thế nào? Đó là nếu như mật khẩu của bạn là chuỗi 123 thì trước cái chuỗi mật khẩu của bạn có thể nhập số bất kỳ và sau đó có thể nhập số bất kỳ. Khóa đều có thể nhận diện ra chuỗi mật khẩu ở trong dãy số mà khách hàng bấm. Tiếp theo đó là đến công nghệ nhận diện tĩnh mạch. Thì thay vì là con cảm biến FPC đọc vân tay như thông thường thì trên con khóa này nó sẽ dùng cái cảm biến để đọc tĩnh mạch bên dưới ngón tay. Điều này rất là phù hợp đối với những gia đình có người già và trẻ em khi mà vân tay quá mờ hoặc là vân tay đã bị chai mất. Như mình đã nói thì cả hai con đều sở hữu công nghệ xáo trộn mã và sở hữu công nghệ đọc tĩnh mạch. Ngoài ra KL889 và KL899 đều cung cấp công nghệ nhận diện khuôn mặt và công nghệ nhận diện lòng bàn tay là những công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường khóa hiện nay. Ngoài những phương thức bảo mật trên khóa, Kassler còn cung cấp cho quý khách hàng những cái giải pháp mở khóa từ xa thông qua app Wi-Fi. Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện cuộc gọi đàm thoại hai chiều, xem camera trên khóa từ xa, mở khóa từ xa và thêm mật khẩu từ xa thông qua app. Với chính sách bảo hành lên tới 3 năm và hệ thống showroom phân phối trải dài trên toàn quốc, các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm hai dòng sản phẩm KL889 và KL899 ở trên các nền tảng online và hệ thống showroom trên toàn quốc. Kassler, an toàn của bạn là tối thượng.